Dạ, bẩm đức vua, quẻ báo điềm gỡ. Ở phía đông nơi làng quê hẻo lánh, có xuất hiện chân mạng thiên tử. Đứa bé đó sau này sẽ là mối hiểm họa của ngôi báo và đất nước của ngài. Quan đường, làm sao có chuyện quan đường như vậy? Dạ. Tôi muốn ở trọ một đêm. Dạ. Tôi đi cả ngày trời, chưa có gì bỏ bụng. Quán ông có gì ăn không? Giờ này á, chỉ còn ít cháo, ông hãy dùng tạm nha. Cũng được. Đây, mời ông dùng. Sao tự nhiên trời đang mưa như trút mà tạnh ngang vậy? Anh ba ơi! Mà bà bãi sanh xong chưa mà ông tới đây vậy? Bà mới sinh rồi. Hả? Bà mới vừa sinh ra nè, là tôi chạy tức tốc ra đây liền đó. Mừng quá anh ba ơi. Hai mẹ con đều khỏe hết đó. Mà chỗ anh có dầu tràm không? Cho tôi một chai lẹ lẹ giùm tôi. Tôi chạy về tôi còn có bả nữa. Xin cho hỏi bà nhà sanh trai hay là gái? Dưới lòng bàn chân cháu có ba nút ruồi son không? Bà vợ tôi sinh con trai. Tôi chạy gấp quá cho nên chưa nhìn kỹ nữa. Mà nếu có thì có sao không hả? Nếu con trai của ông thật sự dưới lòng bàn chân có ba nút ruồi son thì đó chính là chân mệnh thiên tử. Sau này không những chỉ lấy công chúa mà còn trị vì cả thiên hạ nữa. Thôi thôi, để tôi chạy về cô thử nghe. Ông bảy, còn chạy vào ông bảy ơi. Ông bảy ơi, gì chạy lẹ dữ vậy?